Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sáng nay 27 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podun. Và trong thời gian tới thì bão Podun sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Diễn biến của bão Podun còn phức tạp trong thời gian tới. Vì vậy, quý vị và bà con cần liên tục cập nhật về cơn bão để có phương án hoạt động hợp lý. Và từ ngày mai thì bão Podun sẽ đi vào vùng biển Đông và trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên khu vực trong mùa bão năm nay. Bão Podun sẽ gây thời tiết xấu cùng biển động mạnh, sóng cao trong những ngày cuối tháng này và sẽ ảnh hưởng đến các vùng biển phía Bắc, bao gồm khu vực Bắc Biển Đông, sau đó là Vịnh Bắc Bộ và vùng biển của miền Trung. Cũng từ ngày mai, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần, đạt cấp 6 cho đến cấp 7, giật cấp 8 tại vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, vùng biển giữa cho đến Nam Biển Đông. Ngoài ra, mưa dông cũng có xu hướng tăng hơn tại các vùng biển phía Nam trong những ngày cuối tháng 8, nên thời tiết hoàn toàn bất lợi cho các hoạt động hàng hải. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, tạm thời trong 24 giờ tới, thời tiết và tình trạng biển tại Vịnh Bắc Bộ sẽ chưa có nhiều biến đổi đặc biệt. Dự báo gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ nói chung, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ phổ biến có hướng đông cho đến đông bắc với cường độ khoảng là cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, kể từ ngày 30 và 31 tháng 8, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của vùng thời tiết xấu với biển động, sóng cao cùng với cả mưa lớn nên quý vị và bà con ngư dân cần chú ý để đảm bảo an toàn. Nằm xa hơn về phía Nam nên tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn trong đêm nay, ngày mai sẽ có hướng Tây cho đến Tây Nam, hoạt động với cường độ trung bình nên không gây biển động. Sóng cao dưới 1,75m, ban ngày trời có nắng, tầm nhìn tốt, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra nên thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Và cũng từ ngày 30, ngày 31 tháng 8, gió tại vùng biển này khả năng hoạt động mạnh dần cùng mưa dông xuất hiện trở lại và gây trở ngại hơn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam có cường độ tăng lên cấp 5 đến cấp 6, tình trạng biển động nhẹ. Và sau đó từ ngày 29-30 tháng 8, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần lên khoảng cấp 6 đến cấp 7, giật trên cấp 7, cùng mưa dông có xu hướng tăng lên trên vùng biển này và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió Tây Nam hoạt động chỉ khoảng ở mức cấp 4, nên tình trạng biển ổn định, sóng thấp dưới 1,75m. Ban ngày thời tiết nắng ráo, đến chiều tối mây sẽ kéo nhiều hơn và cho mưa rào rải rác trên khu vực. Cần hết sức đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.